Chào mừng các bạn đến với kênh Holic Audio. Trong video hôm nay, chúng ta sẽ khám phá một cuốn tiểu thuyết hấp dẫn. Mời các bạn theo dõi câu chuyện. Đọc thầm truyền thể phim Quang Uyên. Tác giả. Tác phẩm thuộc thể loại, đam mỹ, trinh thám. Nếu các bạn muốn kênh làm về bộ truyện hoặc sách nào vui lòng để lại bình luận bên dưới nhé. Đọc thầm. Quyển 5. Chương 8. Edmond Dantes 8 không biết làm sao mà đột nhiên nổi lên một trận gió tà ngang nhiên xông vào qua khe cửa sổ cửa kính mở hé để thoáng khí bị đập vào ống đựng bút trên bệ cửa sổ rơi choang xuống đất phí độ bị quấy dày ngẩng đầu lên đồng thời tiếng chuông điện thoại chói tai reo như sấm lạc văn chu vừa vặn từ ngoài vào còn chưa kịp thở đều nhấc điện thoại bàn lên alo ngược phí độ căng thẳng không rõ vì nguyên nhân gì ngay lập tức hắn nghe thấy tiếng lạc văn chu đột nhiên đổi điệu cái gì chú lặp lại lần nữa xem. Hai chiếc xe bán tài sinh sự trước đó đã để sẵn vật dễ cháy nổ, xe của đội phó đào khi tông vào họ bị tuế lửa, thoáng chốc bùng cháy, một tài xế gây chuyện tử vong ngay tại chỗ, một kẻ khác bỏng nặng chết trên đường. Xếp, đây là giáp tâm. Một loạt mạch suy nghĩ ngay ngắn trật tự trong đầu Lạc Văn Chu thoáng cái chập hết một nửa, nổ huỳnh huỳnh, ở, ở đâu? Bệnh viện nào? Năm phút sau, cả cục công an đều bị kinh động, toàn bộ đội trinh sát hình sự, bất kể là đang ở trong cục hay ra ngoài làm nhiệm vụ, đồng thời bỏ hết công việc trên tay xuống, phóng đến bệnh viện đệ nhị của Yến Thành. Gió thổi ra từ điều hòa trên xe hết sức láo cá, hơi nóng hanh khô không ngừng phả vào người, lại như trước sau cứ ở ngoài ra, không chịu chui vào lỗ chân lông. Lạc Văn chu lái xe đến nửa đường, chợt nắm tay phí độ bên cạnh. Tay phí độ như mới ướp trong tủ lạnh, lạnh đến cơ hồ mất đi sức sống bắt đầu từ khi nhận được tin, hắn không nói một lời, bây giờ ngồi trong xe cũng không hề nhúc nhích, cả buổi mới chớp mắt một lần, như thể đã thành một vật trang trí hình người. Lúc này bị động tác nhỏ của anh quấy dày, phí độ mới véo nhẹ bàn tay Lạc Văn Chu để an ủi. Lạc Văn Chu nhìn hắn một cái, không sợ phí độ gây chuyện, chỉ sợ hắn không nói gì anh kéo tay phí độ nắm chặt trong lòng bàn tay, dằn ba hồn bảy vía nổ bay lên trời về vị trí cũ, bấm điện thoại, là anh đây. 5 phút nữa anh sẽ đến, các chú đang ở bệnh viện à? Tình hình bây giờ ra sao? Tiếng viên cảnh sát hình sự cùng đào nhiên đến nhà Doãn Bình điều tra tung tích lão xì sì than khàn khàn, hơi nức nở, vừa nói chuyện với Lạc Văn Chu cậu vừa cố gắng kiềm chế, thoạt đầu răm ba câu chỉ đường đến bệnh viện, sau đó thật sự không nhịn được nghẹn ngào, hôm nay bọn em vốn đã sắp về rồi, đội phó đào đột nhiên nói Doãn Bình không bình thường, lúc bọn em trở lại tìm lão, Doãn Bình đã phóng xe điện chạy mất sau đó doãn bình dọc đường gây tai nạn bỏ chạy, nạn nhân báo cảnh sát, vừa vặn khoanh vùng đại khái hướng lão đi, em không biết tại sao đội phó đào sốt ruột như thế, cũng không chờ chi viện đến đông đủ. Phí độ nhìn chiếc di động bật loa ngoài của Lạc Văn Chu doãn bình bỏ chạy, muốn bắt lão thì nhất định phải báo lên trên, phải làm theo trình tự, ít nhất khi hoàn toàn chưa có manh mối doãn bình sẽ đi đâu, phải nhờ cậy số lượng camera khổng lồ như vậy nhất định phải yêu cầu hiệp trợ, không tránh khỏi kinh động rất nhiều người tin báo cảnh sát xe điện màu đỏ gây tai nạn gửi đi, không biết đã vào tai ai, đào nhiên nắm rõ nguy cơ lộ bí mật, nên anh nhất định phải có sự tính tốt nhất và xấu nhất, chẳng ai chờ nổi, phải bắt Doãn Bình về trước khi đối phương kịp có phản ứng. Nếu nội ứng năm ấy đi theo cố chiêu vào cung La Phù thật sự là Doãn Bình mạo danh thay thế, vậy lão rất có khả năng là nhân chứng cuối cùng của vụ án cũ này. Dù cho người này chẳng đáng một xu, bây giờ cũng quý giá đến độ có tư cách bỏ vào kết sát đào nhiên xử lý cực kỳ quyết đoán, nhưng tại sao đối phương phản ứng nhanh đến vậy? Không nên như thế. Bọn em đuổi kịp Doãn Bình ở vùng lân cận thôn trong thành phố giải tỏa nửa trường ở phía bắc huyện Nam Loan, nơi đó hơi khó đi xe, một người anh em đồn công an đi mô tô vốn định đi trước, nhưng khi qua một ngã tư, hai chiếc bán tải đột nhiên lao tới, đội phó đào lập tức đẩy mô tô ra, tự mình phóng lên. Một tay khác của phí độ nắm bên người đột nhiên siết chặt lại, đường quá chật, ba chiếc xe tông nhau ở ngã tư, bọn em đều không vào nổi, may nhờ người anh em kia nhìn thấy trong xe bán tải bén lửa, lập tức cảm thấy khác thường, lao tới đập bung cửa xe, vừa lôi người ra thì bên kia liền nổ, nếu không có anh ta. Nếu không có anh ta, bây giờ họ cũng chẳng cần phải chạy đến bệnh viện nữa. Phí độ bỗng nhiên hỏi sen vào, doãn bình đâu, còn sống không? Viên cảnh sát đầu dây bên kia cảm xúc quá kích động, không nhận ra đã đổi người nói chuyện, lập tức trả lời theo kiểu báo cáo, doãn mình bị đội phó đào hất ra, có thể ngã không nhẹ, cẳng chân bị xe điện đè gãy xương, không biết có phải là bị vụ nổ ảnh hưởng hay không, bà nãy vẫn còn hôn mê, bây giờ cũng đang ở bệnh viện đệ nhị. Phí độ bình tĩnh đến đáng sợ, thần sắc không chút thay đổi, chẳng hề có sức sống hệt như tay hắn vậy. Hắn ngước nhìn lên, đã có thể trông thấy kiến trúc bệnh viện cách đó không xa. Lạc Văn Chu lao thẳng qua dây giảm tốc độ của bãi đậu xe, thân xe cũng rung mạnh theo phí độ nắm tay vịn cửa, giọng điệu thì không tròng tránh chút nào, tìm người tin được canh trường Doãn Bình, bất kể lão nằm viện hay cấp cứu 24 giờ một giây đều không thể lơi lòng, Doãn Bình chưa chết, người diệt khẩu sẽ còn đến nữa. Vâng, Lạc Văn Chu vốn định bổ sung vài câu, mà suy đi nghĩ lại chốc lát thấy thật sự không còn gì để bổ sung, thế là chẳng nói một lời tắt điện thoại dừng xe. Chó cùng rất dậu, xem ra phòng đoán của đào nhiên hoài nghi năm đó doãn bình giả mạo lão xì sì than không chỉ thích hợp mà có thể lão xì sì than giả còn từng tiếp xúc trực tiếp với nhân vật trung tâm phí độ thông thà mở miệng bởi vì khi ngụy văn xuyên và ngụy triền hùng bị triệu đến cục công an lại lập tức bị tạm giam đối phương cũng không căng thẳng như vậy điều này cho thấy chống chế của ngụy triền hùng bấy lâu nay có thể không phải là chống chế hắn thật sự chỉ nắm giữ một phần cổ quyền của tổ ong mấy năm nay sử dụng tài nguyên của đối phương ông trùm sau màn của bên hợp tác là ai, hắn cũng không biết. Lạc Văn Chu không lên tiếng, cúi đầu thoáng nhìn bàn tay phí độ bị anh nắm lấy. Mạch phí độ đập rất nhanh, cơ hồ hơi lộn xộn, máu sôi trào ngược lại đang không ngừng mang đi độ ấm của tứ chi hắn, lòng bàn tay hắn chỉ có một tầng mỏng mồ hôi lạnh. Nếu không phải cảm nhận được phản ứng sinh lý trên bàn tay này, Lạc Văn Chu cơ hồ có ảo giác, đào nhiên đối với phí độ mà nói chỉ là một người xa lạ chớ hề quan trọng, như đương sự trong các vụ án khác, chỉ là một mắt xích của vụ án phức tạp, chẳng đáng bỏ vào quá nhiều tâm sức và tình cảm. Logic của hắn vĩnh viễn không đứng im, vĩnh viễn phân tích cặn kẽ một cách khách quan. Thế nhưng, thần kinh thực vật không biết dối gạt. Cơ thể, cảm xúc của phí độ, thậm chí hắn đang nói gì nghĩ gì, tựa hồ đều tách rời, hắn như một thiết bị tinh vi vốn nên trọn vẹn một khối, bị tháo ra gắn vào quá nhiều lần, bánh răng không khớp xoay không linh hoạt lắm, một khi quá tải sẽ không khỏi có chút thiếu nhịp nhàng lúc này mấy chiếc xe cảnh sát vội vàng tương tự phóng vào người trên xe cơ hồ không đợi xe dừng hẳn đã nhảy xuống chạy quá gấp gáp đều không lưu ý đến nhóm lạc văn chu cũng ở bãi đậu xe lạc văn chu đột nhiên hỏi cậu không vội vào thăm đào nhiên à vào cũng chẳng gặp được thần sắc phí độ không thay đổi trong đó đang cấp cứu phòng cấp cứu lại không thể vào tùy tiện và lại nhìn thấy cũng vô dụng tôi nào phải bác sĩ vào bệnh viện chờ và chờ trong xe cũng chẳng khác gì nhau. Lạc Văn Chu trầm mặc. Đầu tiên, đám người năm đó hãm hại cố chiêu cũng giống nạn nhân, đều không biết lão xì sì than bị một lão già hèn nhát mặc dù nhìn giống nhau nhưng trên khí chất khác biệt một trời một vực giả mạo. Nếu không muốn giết Doãn Bình là quá dễ dàng, không thể tận đến bây giờ mới ra tay, phí độ không hề vội vã thao dây an toàn, nói tiếp. Mà đặt giả thiết đối phương sau khi bị tin tức mấu chốt đảo nhiên yêu cầu truy bắt Doãn Bình kinh động mới ý thức được điều gì. Phái đến hai chiếc bán tài diệt khẩu thì sao? Lạc Văn Chu, trừ khi chúng trùng hợp có hai chiếc bán tài chứa vật dễ cháy nổ, trùng hợp chờ sẵn ở Nam Loan cho ăn đá gà ăn sỏi. Nếu không theo lý mà nói chúng không nên nhanh hơn cảnh sát, càng không nên nhanh hơn đảo nhiên đi trước tất cả. Thế nên thời gian chúng nhận được tin chắc chắn sẽ sớm hơn một chút. Phí Độ nói, lúc ấy bên cạnh đảo nhiên có một người hợp tác đến từ Cục Công an, một cảnh sát nhân dân dẫn đường của đồn Nam Loan, và và hắn gọi cho tôi một cuộc điện thoại. Lạc Văn Chu trầm giọng nói, sau khi tìm được thiết bị nghe trộm trong cặp đào nhiên, chúng ta vẫn rất chú ý, lúc ấy hắn gọi vào số riêng của tôi, tôi có thể lấy tuổi nghỉ ngót 10 năm ra đảm bảo, điện thoại của tôi trăm phần trăm không có vấn đề. Vậy có thể có vấn đề chính là hai người và một chiếc xe, phí độ thông thả nói, xe là xe công, độ và sử dụng đều có ghi lại phạm vi điều tra nghe nhỏ hơn phải không? Lạc Văn Chu cắn chặt răng, lấy điện thoại ra gọi cho Tiêu Hải Dương. Chuông reo chưa được nửa hồi đã bắt máy, Tiêu Hải Dương nói không mạch lạc lắm, em sẽ lập tức đến bệnh viện, đội, đội trưởng Lạc, em. Khoan hãy tới đây, Lạc Văn Chu trầm giọng nói, trong hành lang bệnh viện không thiếu người gác, anh muốn chú lập tức đi điều tra hành tung gần đây của hai người, họ tên và số hiệu cảnh sát lát anh sẽ gửi chú, và cả ghi chép sử dụng gần đây của chiếc xe công hôm nay đào nhiên lái, anh muốn biết nó đã đi đâu những ai đã chạm vào bao gồm nhân viên hàng ngày lau xe và bảo trì, hãy nhớ là tất cả mọi người. Phí Độ, anh không tiện điều tra thì để tôi kêu đám lục ra tìm người phối hợp. Tiêu Hải Dương bên kia dừng một thoáng, mũi hít mạnh, cả một tiếng vâng cũng chưa nói đã cúp điện thoại luôn. Hai người ngồi trong chiếc xe đã tắt máy im lặng chốc lát, Lạc Văn Chu sắp xếp xong mọi việc, nhắm mắt ngửa đầu dựa lên ghế anh nhất thời không thể đi suy nghĩ tình hình của đào nhiên hiện giờ ra sao cấp cứu thế nào rồi anh phải dùng toàn bộ tâm trí để lơ đi sự phẫn nộ và nóng lòng xử lý việc cần anh xử lý phí độ thoáng do dự đoạn hắn kéo vai anh tới nghiêng người ôm anh môi chạm nhẹ vào tóc anh thì thầm nếu khó chịu cần chút ra cũng không hề gì dù sao chỉ có mình tôi ở đây thôi hồi còn đi học có một bạn nữ vất vả lắm mới lấy đủ dũng khi hẹn hắn ra ngoài hắn nhìn chằm chằm vành mắt người ta vẽ mà nói, bạn xem vành mắt bạn thâm quầng rồi kìa, mau về nghỉ ngơi đi, tôi nghe người ta nói phim đó dở lắm, trên mạng chấm cho mỗi năm điểm. Cái loại này, có một dạo tôi còn tưởng hắn cũng cong như mình. Lạc Văn Chu thì thảo rất khẽ, sau đó thấy hắn có bạn gái, mới phát hiện hắn không phải cong, mà là một tên ngốc, chẳng biết chiêu trò gì, thẳng đến nghiêm trang. Bạn gái ban đầu cảm thấy hắn dễ thương, đến khi sắp sửa tốt nghiệp mới phát hiện, trong thế giới phồn hoa, đàn ông chỉ dễ thương thôi là không được, tình cảm từ từ nhạt dần. Khi chia tay hắn lặng lẽ xa suốt tinh thần hơn một tháng, sau đó còn vất vả giúp người ta dọn nhà khiêm hành lý, khiêm xong dù tôi đi uống rượu, nôn thốc nôn tháo. Tôi nói, không sao người anh em, thiên nhai hà sứ vô phương thảo, mai mốt cưới một người tốt hơn em đó cả trăm lần, tôi làm phù rể cho ông, hắn nói ở quê hắn chú trọng phù rể đều phải là nam thanh niên chưa kết hôn, người như tôi, không chừng ngày nào đó sẽ rời đoàn bỏ rơi hắn. Tôi không nhịn nổi liền tú thật với hắn, tôi nói tôi không kết hôn được, luật hôn nhân không cho. Kết quả là cung phản xả của tên đần đó dài tới 10 vạn 8 ngàn dặm, lúc ấy vẫn chưa hiểu, hơn nửa tháng sau mới ngộ ra, tái mặt chạy tới tìm tôi, lo lắng tôi sẽ bị ba đánh chết. Vành mắt lạc văn chu hơi đỏ lên, đào nhiên nếu. Nếu. Phí độ siết chặt hơn đôi tay ôm anh. Đào nhiên nếu, ý nghĩ này theo lời Lạc Văn Chu nói, lóe lên trong lòng phí độ, lập tức bị hắn dập tắt, kể cả hết thầy hồi ức liên quan đến đào nhiên, giống như nhiều năm trước hắn theo tiếng nhạc đi lên lầu nhìn thấy người phụ nữ treo cổ sau cửa vậy. Đây là phí thừa vũ dạy hắn vĩnh viễn giữ vững không chút động lòng, nếu không thể thì cố gắng học cách giả vờ, hơi có sơ hở là phí thừa vũ sẽ lặp đi lặp lại dạy hắn hết lần này đến lần khác, cho tới khi hắn học được mới thôi, đây cơ hồ đã thành phản xạ có điều kiện khác vào xương hắn, mỗi khi gặp chuyện không thể đối mặt đều tự khởi động, đảm bảo hắn có lựa chọn lý trí nhất. Tôi biết, hắn dùng sự dịu dàng vừa đúng vỗ về lưng Lạc Văn Chu, tôi biết đi thôi. Đào nhiên rất được mọi người quý mến, ghế dài ở khu chờ của bệnh viện ngồi không đủ, không ít người đều ngồi bệt dưới đất, ngay cả Dương Hân Vốn ở bệnh viện với mẹ cũng nghe tin chạy đến, vừa thấy Lạc Văn Chu thì tất cả đều đứng dậy lúc vào Lạc Văn Chu đã nhanh chóng điều chỉnh tốt cảm xúc, khoa tay với mọi người, đang định nói gì đó thì đột nhiên cửa mở, một y tá sắc mặt khá nặng nề đi ra tháo khẩu trang, không đọc tên bệnh nhân thông báo cho bạn bè người thân hỗ trợ đẩy giường bệnh như bình thường. Cô đảo mắt qua đám đông trước những ánh nhìn tha thiết, các anh đều là người của cục công an à. Ừm, xin lỗi, bác sĩ chúng tôi thật sự đã cố hết sức. Trong đầu Lạc Văn Chu Huỳnh một tiếng, phí độ nắm chặt vai anh. Y tá cố gắng tiếp tục, bệnh nhân khổng duy thần, vùng cổ bị mảnh vỡ sinh ra từ vụ nổ đâm xuyên, lúc đưa vào đã do mất máu quá nhiều. Khổng duy thần là viên cảnh sát ở đồn lúc ấy đi theo nhóm đào nhiên, cái tên này Lạc Văn Chu vừa gửi tiêu Hải Dương, là một trong hai người hiểm nghi. Một lúc lâu mới có người hoàn hồn, nín thở hỏi, vậy. Người còn lại, vị còn lại chủ yếu là gãy xương và xuất huyết nội tạng do tông xe tạo thành, khi ô tô nổ được đồng nghiệp dùng lưng cản cho, cần nằm ở phòng theo dõi đặc biệt một đêm, nếu tình hình ổn định, chắc sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Cả khu chờ lặng ngắt như tờ. Khi đào nhiên phát hiện hai chiếc xe đó đến với ý đồ xấu, phản ứng đầu tiên là đẩy mô tô ra, để đồng nghiệp chỉ đội mũ bảo hiểm lui lại đằng sau, mà người anh em kia khi ý thức được có thể sẽ nổ, không chút nghĩ ngợi sông lên lôi anh ra. Không biết bao lâu sau, một đồng nghiệp từ đồn công an Nam Loan chạy tới mới bật ra một tiếng nghẹn ngào kìm nén bên phía cục công an thành phố còn chưa kịp thở phào thì lại bị tiếng nức nở của người đàn ông ấy gợi lên suy nghĩ thỏ từ hồ bi. Đội trưởng Lạc Thông báo, khủ, tiếng Lạc Văn Chu hơi khàn, anh hắng giọng rồi mới tiếp tục, thông báo cho gia đình người anh em này chưa? Đi! Lời anh nói lại lần nữa bị mấy nhân viên y tế nhanh chóng chạy tới cắt ngang. Doãn Bình người tên Doãn Bình này cũng là các anh đưa đến hà? Lạc Văn Chu quay ngoắt đầu lại, người này bao nhiêu năm không đi kiểm tra sức khỏe rồi, cao huyết áp mà bản thân không biết à. Huyết áp sắp đến 103 rồi, đầu va chạm dẫn đến xuất huyết não, phải lập tức mổ ngay, có ai có thể ký tên không? Lạc Văn Chu Người xưa nói, ngẩng đầu ba thước có thần linh, làm việc thẹn với lòng sớm muộn sẽ bị báo ứng. Nhưng báo ứng của Doãn Bình đến không khỏi quá nhanh rồi. Lúc này, di động lại rung, Lạc Văn Chu cúi đầu xem giữa một mớ bòng bong, thấy là tin nhắn đến từ ông già. Đồng chí Lạc Thành ông già gửi tin nhắn chưa bao giờ dùng dấu câu. Luôn luôn là một chuỗi tổ điều tra kỳ quặc vụ án cố chiêu đã tiến vào trọng điểm điều tra người cũ lão lục của các con đã bị mời đi hỏi chuyện hãy kiên nhẫn. Đọc thầm Quyển 5 chương 9 Edmond Dantes 9 Hầu Thục Phân, nữ, 53 tuổi, dân tộc Hán bà và Doãn Bình có quan hệ thế nào? ông ấy ông ấy là chồng tôi à bà và doãn bình là quan hệ vợ chồng vậy bà biết doãn siêu anh trai doãn bình chứ người đàn bà im lặng gật đầu bà biết doãn siêu có thể đã chết rồi mà hung thủ có thể chính là chồng mình doãn bình chứ người đàn bà sợ hãi ngừng đầu nhìn viên cảnh sát hình sự thẩm vấn mí mắt bị trùng đè đôi mắt chỉ còn lại một khe hờ có vẻ mờ đục và hoang mang nhưng không có kinh ngạc viên cảnh sát nhìn chằm chằm bà ta hơi lên giọng lặp lại câu hỏi, Hầu Thục Phân đang hỏi bà đấy. Người đàn bà xoắn hai tay vào nhau, như cố ý như vô tình cậy ra nước trên tay, ấp úng nói, ông ấy chưa từng nói gì với tôi cả. Tôi không hỏi ông ta có nói hay không, viên cảnh sát phụ trách thẩm vấn loại người nào cũng gặp rồi, nhận ra bà ta đang tránh né, tôi chỉ hỏi bà, có biết chồng mình có thể đã giết người hay không, bà nghĩ kỹ rồi hãy trả lời, nơi đây là cục công an. Người đàn bà sợ hãi tranh ánh mắt viên cảnh sát, cúi xuống nhìn chằm chằm đôi giày và dính một vết bẩn của mình, nhấp nhổm như ngồi không yên. Có một dạo, ông ấy đặc biệt hay gặp ác mộng, nửa đêm bị bóng đè, luôn gào thét, còn nói mớ. Nói mớ gì? Nói, đừng bám lấy tao, doãn siêu mày âm hồn bất tán, đại loại vậy. Gia đình tôi ban đầu ở nhà trệt, có khoảng sân nhỏ tự vây, cổng có hai gốc hòe đại thụ đều sắp thành gỗ, ông ấy như mắc chứng gì, khăng khăng đòi chặt chặt xuống chưa đủ, còn tìm người đào cả dễ, gỗ non chuệt đã bán, ai khuyên cũng không được. Ông ấy nói hai cái cây đó xui xẻo, sẽ khắc mình, khi ấy tôi đã cảm thấy hơi kỳ lạ. Viên cảnh sát rất không tin, hỏi, bà chỉ cảm thấy kỳ lạ. Người đàn bà cầm chạm xuống ngực, chỉ lộ ra xoáy tóc, mái tóc lưa thưa, da đầu trắng ờn, trên sợi tóc còn dính một mảnh gào xấu xí. Im lặng hồi lâu bà ta ậm ừ lặp lại, ông ấy chưa hề nói gì với tôi cả. Trên ghế dài trong hành lang bệnh viện, Lạc Văn Chu xem xong đoạn thẩm vấn vợ Doãn Bình, mặt không biểu cảm đậy laptop trên đầu gối, ông ấy chưa hề nói gì với tôi cả, cho nên tôi không phải là đồng phạm, tôi cũng không có trách nhiệm, tôi chỉ nhắm mắt bịt tai không suy nghĩ gì, yên ổn sống cuộc sống của tôi. Người trung chăn trung gối là kẻ sát nhân, thích là gì thì tùy, chỉ cần ông ta chưa bị bắt, chỉ cần ông ta còn có thể đi làm kiếm tiền, cuộc sống vẫn tiếp tục như thường, thì chẳng sao hết chất phác mà lại ngu xuẩn cỡ nào. Lang Kiều đứng cạnh anh, lúc này cúi người xuống thấp giọng nói, trong khu vực lúc ấy Doãn Bình phóng xe đến vừa vặn có mấy gốc hòe đại tụ, chúng ta đã lần lượt kiểm tra, tìm được một xác chết nam dưới một gốc cây, pháp y hiện trường xem qua sơ bộ, nói người chết là nam giới, khoảng ngoài 40 tuổi, cao tầm 1 mét 75 khi còn sống bị vật cùn đập mạnh nhiều phát vào gáy. Tình hình cụ thể còn phải chờ tài liệu chi tiết của bên pháp y, nhưng xét từ lượng thông tin trước mắt, bọn em đều cảm thấy người chết chôn dưới gốc cây quá nửa chính là doãn siêu. Bộ xương chôn sâu dưới gốc cây rốt cuộc theo bản án cũ trồi lên mặt nước mà được gặp lại ánh mặt trời. Làng kiều nhìn cánh cửa nhỏ thấp lè tè của phòng bệnh, đột nhiên hạ giọng nói với Lạc Phan Chu, xếp, cục trưởng lục. Và vài cục phó khác đã nhiều ngày không đi làm, cuối năm rất nhiều tài liệu cần phê duyệt dồn hết lại, chỉ còn một chủ nhiệm tăng, bây giờ cũng không biết phải làm thế nào, em. Lạc Văn Chu khẽ cắt ngang cô, anh bảo em tra hệ thống theo dõi trong cục công an, em tra chưa? Em đang định nói với anh đây, Lang Kiều nhỏ giọng nói, em viện cớ quét dọn đập vỡ ống kính 203, lúc báo sửa có hai người lạ đến chỗ chủ nhiệm, chủ nhiệm bảo em đi làm việc của mình, em cũng không thể nán lại, khi lết ra tới cửa, quay đầu lại nhìn thấy công nhân sửa chữa nói mấy câu với hai người lạ kia, bầu không khí lập tức trở nên khác thường. Bây giờ cả cục công an đều đang đại kiểm tu, xem ra chẳng những có vấn đề, còn là vấn đề rất lớn. Lạc Văn Chu ngẩng đầu nhìn cô một cái. Lang Kiều lau nhẹ lòng bàn tay mướt mồ hôi lên áo mình, sếp, cục trường lục và các sếp khác rốt cuộc tình hình thế nào, việc này không phải do em quá lỗ mãng chứ. Không liên quan đến em, Lạc Văn Chu lắc đầu, nói anh nghe phán đoán của em xem. Biên bản kiểm tu đều có, ngoại trừ lần năm kia là tình huống bất ngờ, còn lại cơ bản đều là nhà máy đến bảo trì hàng ngày mua thiết bị đều theo trình tự, em không tiện vô duyên vô cớ đi cha, phải nhân lúc chủ nhiệm hành chính vắng mặt lẻn vào xem, thủ tục đấu thầu năm đó không có vấn đề, biên bản tóm tắt cuộc họp liên quan cũng đủ hết, là một nhà máy đàng hoàng, không phải chỉ có mỗi cục công an dùng. Làng Kiều nói rất nhanh, đại thể không có vấn đề gì, vấn đề chỉ có thể xảy ra trong lần sửa chữa bất ngờ năm kia em cũng tra rồi, giấy tờ của thợ sửa chữa lúc ấy đã ghi vào sổ, số thẻ nhân viên và họ tên đều có đủ, nhưng khi em đến nhà máy hỏi, Họ nói người này không lâu trước đã xin nghỉ việc. Làng Kiều hơi khô cổ, ngày nghỉ vừa vặn là hôm chúng ta bắt được Lư Quốc Thịnh. Em đến địa chỉ hắn đăng ký tìm, phát hiện phòng đó đã cho người khác thuê 2 năm, địa chỉ là giả. Hôm ấy khi Lam Kiều hỏi chuyện các học sinh ở phòng 203, nội dung bị lộ, Ngụy Triền Hồng lập tức nhận được tin tức, sau đó Ngụy Triền Hồng bị khống chế, tương đương với nội quỷ trong cục công an đã bị vạch trần. Đừng tìm nữa anh đoán em tìm không ra đâu. Lạc Văn Chu nói, trình tự báo sửa có vấn đề không? Có người không nên hỏi can dự vào không? Khả năng không lớn lắm, Lang Kiều nói, lúc ấy báo sửa là bởi vì khi dùng phòng 203 thẩm vấn trùm băng cướp, đồng nghiệp trong phòng giám sát phát hiện camera đột nhiên dùng không tốt, rất nhiều người cùng báo. Lạc Văn Chu dài ấn đường. Sếp, trước đây chúng ta vẫn rất yên bình, nhưng từ sau khi cục trưởng trương do Vương Hùng Lượng liên lụy bị điều đi, thì liên tiếp xảy ra chuyện, đầu tiên là ngày Trịnh Khải Phong bị nổ chết, lão biết trước tin tức bỏ trốn, còn có lần này tiếng lang kiều càng lúc càng thấp xuống, đến cuối cùng cơ hồ đang dùng khẩu hình. Họ đều nói là cục trưởng lục. Lạc Văn Chu còn chưa kịp trả lời, lang kiều chống hai tay trên đầu gối, hít một hơi thật sâu, giọng hơi run run nói không thể là cục trưởng lục. Lạc Văn Chu tiểu kiều. Không thể là cục trưởng lục, thật đấy, anh hãy tin em lúc em học tiểu học có một đám nghiện ma túy tụ tập trong công viên nhỏ cạnh trường, chơi thuốc nổi điên, sách giao sông vào trường, còn chém bảo vệ bị thương. Trường khẩn cấp khóa cửa tòa nhà dạy học, nhưng lớp em vừa vặn học thể dục ở bên ngoài. Thầy giáo dẫn bọn em chạy vào trong, rất nhiều bạn đều sợ phát khóc. Đám điên đó hò hét như quái thú trong phim hoạt hình. Cảnh sát đến rất nhanh, em nhớ rất rõ, dẫn đội là cục trưởng Lục. Ông có một vết sẹo ở thái dương, mà nhìn không đáng sợ chút nào. Nhanh chóng bắt hết các phần tử xấu đi em lén chạy theo muốn cho ông một chai nước trái cây, nhưng ông tự hồ đã hiểu lầm, cầm lấy mở giúp rồi trả lại cho em, còn nhỏ giọng nói, "Cháu bây giờ mau về đi, chú sẽ không mách giáo viên." Vì việc này, lớp em 36 người, về sau có 4 vào hệ thống công an, còn có 6 làm ngành nghề liên quan, 1 phần 3 đều giống em. Đang đuổi theo bước chân ông ấy, không thể là ông ấy được. Họ sẽ xử oan cho ông ấy chứ? Lang Kiều mở to mắt, lông mi run nhè nhẹ, nhẹ nước mắt rơi xuống, cảnh sát cố cũng bị hoan uổng, lỡ như. Lạc Văn Chu lặng lẽ nuốt xuống câu con người sẽ thay đổi, đứng dậy đập laptop vào lòng lang kiều, không có lỡ như, nếu không cần em để làm gì. Em còn là đứa học sinh tiểu học ngay cả chai nước cũng không mở nổi kia à. Lang kiều vô thức đón lấy máy tính, ngạc nhiên nhìn anh. Em ở trong cục công an, có tư cách mặc đồng phục cảnh sát, có thể xin mang súng, có thể mang theo còng tay và rồi cui cảnh sát, cho nên em muốn biết cái gì thì hãy tự mình đi điều tra cảm thấy ai hoan uổng thì đi bắt một kẻ không oan uổng ra anh thấy lúc tóm ngụy triển hồng ở nhà vệ sinh nam em rất nhanh nhẹn mà sao bây giờ càng ngày càng thụt lùi vậy lang kiều sướng sờ lạc văn chu nghiêm mặt trừng mắt nhìn cô một cái làm việc đi tết này không nghỉ lang kiều quên khuấy chuyện căng ra ra sẽ có nếp nhăn dùng tay áo chùi mạnh mắt vâng đúng lúc này tiếng bước chân từ đầu kia hành lang vọng đến là tiếng bước chân đặc biệt luôn luôn theo một nhịp điệu nào đó của phí độ, giống như trời sập cũng chẳng thể khiến hắn cất đôi chân như trang trí ấy chạy vài bước. Đáng tiếc, lần này hắn mang đến lại không phải là tin gì tốt. Phí độ thoạt đầu thoáng nhìn phòng bệnh của đào nhiên, đào nhiên băng kín như xác ướp còn đang ngủ, thường ninh nghe tin chạy đến đang trông nom bên giường bệnh, chắc là hơi mệt, một tay chống chán ngồi trên ghế ngủ gật. Phí độ đắp áo khoác cho cô, lại để một ly trà nóng cạnh tay cô, khẽ khàng đóng cửa phòng bệnh đi ra kết quả cuộc phẫu thuật của Doãn Bình không lạc quan. Lạc Phan Chu ý cậu là gì? Doãn Bình giết anh ruột. Những năm qua bản thân sống cũng chẳng dễ chịu gì. Trường kỳ mất ngủ, còn có thói quen nát rượu. Mà lão ta thu nhập có hạn, uống toàn rượu rẻ tiền không biết làm từ cái gì. Tim gan thận đều có bệnh mãn tính mức độ khác nhau, nguy cơ tác động mạch cũng rất cao. Dù không có vụ tai nạn giao thông lần này, không chừng ngày nào đó sẽ phát bệnh đi đời nhà ma. Phí độ nhanh chóng nói, bác sĩ nói tuy đã mổ xong nhưng khi nào tỉnh còn chưa biết, mà tỉnh lại nhất định sẽ có di chứng, lạc quan một chút có lẽ là bán thân bất toại, nói không lưu loát, còn có khả năng sẽ không thể khôi phục trình độ nhận thức bình thường. Lang Kiều, cái gì? Lạc Văn Chu thở dài nặng nề, tức là bị đần ấy. Dựa vào đâu mà lão có thể đần? Lang Kiều vừa nghe thế liền nổi sùng, lập tức ý thức được mình quá lớn tiếng, lại vội vàng nhỏ xuống, nếu lão đần, em sẽ bổ thêm một phát vào đầu lão, để lão sang bên kia tả tội luôn cho xong. Trong cục công an lòng người hoang mang, như rắn mất đầu, đào nhiên nằm viện, đồng nghiệp không biết ai có thể tin tưởng. Nhân chứng duy nhất thì bất tỉnh nhân sự. Quả đúng là tứ diện sờ ca. Lạc Văn Chu đi vài bước trong hành lang đầy áp lực, rất muốn cười khổ từ xưa thích ra vẻ luôn bị xét đánh, anh vừa đổ nửa chậu súp gà cho lang kiều, mà chỉ chớp mắt nói lật là lật luôn súp gà ở đây là chicken súp for the sâu Tiện thì mình thấy mọi người thường viết súp nhưng cha từ điển thấy là súp nên dùng vậy, mình cũng chẳng biết đâu. Đúng lúc này, Tiêu Hải Dương gọi điện tới. Ngón tay Lạc Văn Chu dừng một thoáng trên màn hình di động, mới quẹt qua nghe máy, bốn mắt, nếu chú mà cũng không có tin tốt nữa, thì anh sẽ khai trừ chú. Đọc thầm Quyển 5 Chương 10 Edmond Dantes 10 Tiêu Hải Dương đột nhiên nằm không cũng trúng đạn, chẳng hiểu gì hết, không mấy may nhận thấy tâm trạng lãnh đạo không mấy tốt. Cậu rất đối nghiêm túc gặng hỏi đến cùng, tại sao em lại vi phạm kỷ luật à? Lạc Văn Chu bị cậu cắt ngang không chút giận nổi, á à, khẩu một lát mới bực tức nói, chú có chuyện gì? Ngữ khi Tiêu Hải Dương khá nghiêm trọng, đội trưởng Lạc, các anh còn ở bệnh viện không? Khoan hãy đi, em sẽ lập tức đến đó, phải gặp mặt nói chuyện. Cậu trai bốn mắt này tương đối có ý thức thời gian, nói lập tức đến là 5 phút sau liền bọc gió lạnh lao vào bệnh viện. Khu nội chú đông người ồn ào, để thanh tính, mấy người họ đến vườn hoa nhỏ phía sau tìm một cái bàn đá. Vườn hoa nhỏ dùng cho bệnh nhân nằm viện tàn bộ, hiện giờ đang là mùa đông rét mướt, nước đóng thành băng, xung quanh đừng nói bệnh nhân tàn bộ, ngay cả con quạt tự khoác áo lông cũng chẳng thấy bóng dáng. Tiêu Hải Dương đặt hai bản lý lịch và một bảng kê đánh máy trên bàn đá, ít mảnh nước mũi người và tình hình sử dụng chiếc xe đội phó đào lái mà đội trưởng lạc bảo em điều tra đều ở trong này còn có hai bản lý lịch hai người hôm ấy cùng đội phó đào đến nhà doãn bình một là anh vũ đội chúng ta một là khổng duy thần viên cảnh sát nhân dân ở đồn nam loan tiểu vũ thì anh biết sau khi tốt nghiệp vẫn ở trong tầm mắt anh nếu không phải sư phụ xảy ra chuyện nằm ấy suýt nữa đã thành tiểu sư đệ của anh rồi lạc văn chu khoát tay khổng duy thần cũng chưa cần phải nói trọng điểm là không, khổng duy thần em phải nói trọng điểm. Tiêu Hải Dương dùng các ngón tay lạnh cống không linh hoạt lắm rút ra bản lý lịch của khổng duy thần, đội trưởng lạc. Anh biết, hạng mục đơn vị hành chính sự nghiệp quốc gia giúp đỡ người nghèo mấy năm trước thành phố ta từng tiến hành chứ? Lạc Văn Chu nghi hoặc nhướng mày, ừm. Hoạt động kiểu này bình thường hình thức lớn hơn ý nghĩa thực tế, cơ bản là cho mọi người dựa theo cấp bậc móc ra khoản tiền một bữa cơm trưa, quyên góp ít tiền, sau đó chụp vài tấm ảnh viết bài báo là xong, không có ý nghĩa gì, tổ chức vài năm thì dẹp. Năm đó kết hợp với Cục Công an chính là trường hoành chí của Nam Loan, mấy cán bộ Cục Công an đã đến trường này tham quan một vòng, mỗi người móc ra 2.000 đồng, một đối một tài trợ nhà trường chọn ra vài học sinh thành tích tương đối tốt, khổng duy thần chính là một trong số đó. Tiêu Hải Dương nói, ba người quanh bàn đá đều trợn mắt nhìn cậu. Lạc Văn Chu có sự cảm xấu, cảm thấy cái miệng chó của Tiêu Hải Dương chỉ sợ chẳng phun ra nổi ngà voi, thì sao? Em đã đi tra hồ sơ lưu trữ của trường, một người tài trợ cho Khổng Duy Thần năm đó viết là Trương Xuân Cửu A, chính là cựu cục trường nửa đầu năm cục công an điều đi, trước khi dẫn nhóm đội phó đào chạy tới nhà Doãn Bình, anh ta đã gọi điện thoại cho Trương Xuân Cửu. lang kiều vẻ mặt mù mờ do lượng thông tin quá tải. Phí độ thì hơi nhíu mày. Lạc Văn Chu thoát chốc sầm mặt, Tiêu Hải Dương, chú có biết mình đang nói gì không? Em biết em đã in lịch sử cuộc gọi ra rồi, Tiêu Hải Dương giơ tay chùi nước mũi, giống như thiếu đầu óc mà nhìn lại vào mắt anh, rút ra một tờ giấy, mặt khác, em đã chứng thực với anh Vũ. Anh Vũ nói, trước khi họ xuất phát, quả thật nhìn thấy cảnh sát không gọi điện thoại, anh ấy còn thuận miệng hỏi một câu, Khổng Duy Thần nói, lãnh đạo rất quan tâm việc này, tôi báo cáo một tiếng với sếp, anh Vũ cho là lãnh đạo trong đồn, cũng không để ý lắm. Em còn tra được, cảnh sát khổng ban đầu bị phân tới huyện Thanh Nguyên, do cục trưởng Trương nói giúp mới được điều về quê nhà Nam Loan. Một đám mây dày không thể tự chủ bị gió thổi dồn lại, che khuất mặt trời, nguồn nhiệt duy nhất cũng đã biến mất, xung quanh lập tức ngập tràn âm u. Trong tròi đá nhỏ một lúc lâu không ai nói gì, Lang Kiều đột nhiên cảm thấy nhiệt độ cơ thể nhỏ nhoi của mình bỗng thiếu thốn vô cùng, ngồi cả buổi cũng chưa thể làm nóng ghế, hơi lạnh vẫn xuyên qua quần áo chui thẳng vào da, khiến cô run dày từ trong ra ngoài. Không biết bao lâu sau, Lang Kiều mới từ từ định thần lại, sự phẫn nộ không thể tả rõ nổ tung như núi lở, như thể tín đồ nhìn thấy có người hát nước bẩn lên tượng thần, cô đứng bật dậy tiêu hải dương chú bị điên à. Từng nhận tài trợ, điều động công tác, việc bằng cái giám này cũng phải đào hết gốc dễ ra. Chú là đặc vụ của cục điều tra thống kê quân sự à. Có phải bình thường mọi người ngồi với nhau đánh bài chém gió cũng phải lôi từng câu từng chữ ra cha, xem bên trong phải chăng có ám hiệu hay không không cho chú sinh ra ở nước Đại Thanh làm văn tự ngục thật là uổng phí tài năng. Tiêu Hải Dương căn bản không nhìn sắc mặt người ta, giọng điệu cũng không hề lên xuống, khi cục trưởng trương còn giữ chức, đồn công an thị trấn trực thuộc còn có thể miễn cưỡng tính là trong phạm vi quản lý. Bây giờ điều đi rồi, Nam Loan chẳng có tí tẹo quan hệ nào với ông ta, cô có thể giải thích tại sao Khổng Duy Thần lại liên lạc với ông ta vào thời điểm thế này không? Tôi biết anh ta là liệt sĩ, tôi cũng biết những lời này nếu nói với người Nam Loan Họ sẽ đánh tôi cô cũng muốn đánh tôi. Nhưng bất kể trên tình cảm các cô có tin hay không, đây là kết quả điều tra của tôi, đây chính là sự thật. Nói nhảm, Lang Kiều nổi sùng lên, nếu là chú, chú sẽ hại người trước rồi cứu người, còn vì cứu người mà đẩy mình vào à. Cục trưởng Trương đã lui về tuyến hai mà cũng có thể bị chú lôi ra. Tiêu Hải Dương siết chặt hai tay, cố chấp nói, là tôi đương nhiên sẽ không làm thế nhưng lối suy nghĩ của mỗi người đều không giống nhau. tôi không biết người khác nghĩ như thế nào. Làng kiều túm cổ áo cậu, tiêu hải dương bị lôi đổ người về phía trước, xương sườn đập vào bàn đá, mắt kính trượt xuống dưới xương gò má. lạc phan chu, này, từ từ, hãy nghe tôi nói một câu. phí độ nhẹ nhàng đặt tay lên cổ tay lang kiều, tay hắn ban nãy vẫn đút trong túi, vương chút hơi ấm của áo khoác, đầu ngón tay chỉ có một tẹo huyết sắc, lộ ra một vòng cổ tay áo len màu vàng nhạt gần cốt căng cứng xanh trắng đan sen trên mu bàn tay lang kiều không tự chủ được lỏng ra. Thứ nhất, cảnh sát khổng trước đó nói chuyện với cục trưởng trương và anh ta tiết lộ tin tức không có quan hệ nhân quả tất nhiên, trừ khi anh có được lịch sử cuộc gọi hoàn chỉnh, có chứng cứ xác thực chứng minh khi nhóm anh đào nhiên quay lại nhà doãn bình lần thứ hai cảnh sát khổng đã dùng cách nào đó truyền tin, phí độ nhẹ nhàng dừng lại. Thứ hai, cho dù tin tức của việc này thật sự là tiết lộ từ chỗ anh ta, cũng chưa chắc là anh ta chủ quan cố ý tiêu hải dương há miệng phí độ gỡ tay lam kiều khỏi cổ áo tiêu hải dương tách hai người ra tôi dùng một cách so sánh không thỏa đáng hải dương anh nghe xong đừng giận nếu cảnh sát cố còn sống là tiền bối và cấp trên của anh ông ấy lấy cơ bí mật điều tra việc nào đó yêu cầu anh làm một số việc anh không thể hiểu nổi anh sẽ tuân theo vô điều kiện chứ không biết tại sao có một số lời nói ra từ miệng phí độ tiêu hải dương luôn dễ nghe lọt hơn cậu trầm mặc một lát anh nói đúng Phí độ hỏi, viên cảnh sát cùng xe còn lại thì sao, anh có cha chưa? Cha rồi, hôm nay trong cuộc công an lộn xộn, tôi thừa cơ trộm hồ sơ nhân sự của Tiểu Vũ, anh ta là người địa phương, đi làm chưa lâu, lý lịch và bối cảnh cá nhân đều tương đối đơn giản, tôi tạm thời chưa thấy chỗ nào khả nghi, sẽ tiến thêm một bước điều tra sâu hơn. Tiêu Hải Dương mặt không biểu cảm chỉnh lại cổ áo sốc xếch và cặp kính trượt xuống, về phần xe cảnh sát, chiếc xe hư hỏng rất nghiêm trọng, hiện tại đã kéo đến chỗ kiểm nghiệm dấu vết để kiểm tra kỹ hơn, vẫn chưa có kết quả. Nó gần đây không bảo dưỡng, nhưng sử dụng tương đối thường xuyên, từ sau khi đám Lưu quốc thịnh bị bắt vẫn không để dỗi, cơ bản tất cả nhân viên ra ngoài làm nhiệm vụ đều chạm qua nếu là vấn đề của xe, vậy mọi người trong đội chúng ta đều bị hiểm nghi. Tiêu Hải Dương lại lần nữa thành công dùng lời nói khiến tất cả mọi người tịt ngòi. Bất kể khi nào, điều tra người một nhà luôn là khổ sở nhất, Chắc cũng chỉ có con lừa nhân tình thế thái nhất loạt mặc kệ như Tiêu Hải Dương mới gánh được việc máu lạnh vô tình như thế. Tiêu Hải Dương nhìn quét một vòng qua mặt mấy người kia, thấy không ai tiếp lời lại tự mình tiếp tục, em cho rằng bây giờ. Lạc Văn Chu thật sự sợ cậu rồi, vội vàng cắt ngang, "Tổ tông, phiền câm miệng nghỉ một lúc." Em còn chưa nói xong, Tiêu Hải Dương đẩy kính, hoàn toàn mặc kệ người ta có muốn nghe hay không, đôi môi tự động lên xuống em cho rằng bây giờ chúng ta nên mau chóng tra rõ động cơ cục trưởng trương chú ý chuyện này, cùng với hai chiếc xe bán tải kia có liên quan đến ông ta hay không? Lang Kiều, cục trưởng trương đầu năm đã. Cục trưởng trương đầu năm đã điều đi rồi, cho nên bây giờ ngay cả tổ điều tra cũng chẳng tra lên đầu ông ta, nhưng cô đừng quên, thời điểm loạt camera phòng 203 kiểm tu, ông ta vẫn là người phụ trách của cục công an. Tiêu Hải Dương hơi lên giọng, ông ta ở trên vị trí này đã bao lâu? Cho dù điều đi, sức ảnh hưởng cũng còn đó, cô biết có bao nhiêu người sẽ cố ý và vô tình tiết lộ chuyện gì cho ông ta chứ. Còn nữa, hệ thống sử dụng cho công tác bên ngoài của chúng ta hiện giờ cũng do ông ta làm, lúc bắt Trịnh Khải Phong, tại sao Dương Ba có thể lấy được bản danh sách đi làm nhiệm vụ mà bên mình cũng chưa chắc nắm rõ? Mồm mép Lam Kiều không lưu loát như cậu, nhất thời á khẩu, không nhịn được lại muốn ra tay. Bằng chứng tiêu Hải Dương người chu tố cáo là cựu cục trưởng của cục công an thành phố lạc văn chu mở miệng cắt ngang màn dương cung bạt kiếm của hai người tìm được bằng chứng anh sẽ trình lên trên thay chú còn không thì những lời hôm nay bọn anh có thể vờ như không nghe thấy nhưng lúc hạ táng cảnh sát khổng chú phải dập đầu ba cái tả tội với người ta nếu không đào nhiên cũng sẽ không bỏ qua cho chú nghe thấy tên đào nhiên tiêu hải dương rốt cuộc im lặng hơi căng thẳng mím môi lạc văn chu rất phiền lòng phất tay đuổi cậu cút đi thế nhưng tiêu hải dương không cút, cậu đứng nguyên tại chỗ một lát, đôi tay buông bên người tóm đến đỏ bừng buông lỏng rồi lại siết chặt. Cậu trai bốn mắt này có khí chất kỳ lạ, tựa hồ bất luận là ở trong đám đông hay đứng một mình, cậu đều có vẻ lẻ loi, lẻ loi mà ôm đầy nghi ngờ, đối với không khí chui vào miệng và mũi cũng tràn ngập cảm giác không tin tưởng. Ngoại trừ, đào nhiên, đào nhiên ôn hòa hiền hậu, kiên nhẫn, nhìn như qua loa, sống hơi cầu thả, lại luôn đang trông nom mỗi một người đi vào tầm nhìn của mình. Tuy rằng ngoại hình và khí chất khác biệt một trời một vực, song luôn khiến cậu nhớ tới cố chiêu năm xưa. Bắt đầu từ lúc cậu còn ở phân cục khu Hoa Thị, lần đầu tiên hợp tác cùng Cục Công an điều tra vụ án Hà Trung Nghĩa, cậu đã có cảm giác thân thiết một cách tự nhiên này đối với đảo nhiên. Vụ mưu sát bất thình lình này cơ hồ khiến cậu cảm thấy thời gian quay ngược, cậu suýt trở thành một con nhím căng thẳng, vẫn nộ dựng hết gai lên. Lạc Văn Chu, có chuyện gì thì nói đi. Tiêu Hải Dương hơi trần trừ nói nhỏ, em, em muốn đi thăm đội pháo đào, được không? Lạc Văn Chu nhìn thật sâu vào mắt cậu một cái, sau đó gật đầu rất nhẹ, Tiêu Hải Dương mau chóng chạy đi. Một bụng lửa giận của Lang Kiều theo Tiêu Hải Dương rời khỏi dần dần bị gió lạnh thổi tan, cô vô thức suy nghĩ theo những lời cậu nói, kinh hãi phát hiện mình đã bị cậu thuyết phục, đội trưởng Lạc, thời điểm kiềm tu thiết bị giám sát bất ngờ năm kia, hình hình như quả thật là lão trương hơi lớn hơn các chú lập công được cục công an chỉ đích danh mời về ông ấy được quý nhất là đại ca của các chú gia đình kinh doanh lúc ấy cố chiêu hoài nghi cục công an có nội gian nên lựa chọn bí mật điều tra nhưng ông ấy cũng biết quy định cuối cùng khi cha đến cung la phù để bằng chứng nghiêm cẩn nhất định đã chọn trong những người mình tin tưởng một người làm hợp tác tại sao những người đó việc làm ăn chảy khắp toàn cầu có năng lực rửa tiền gây án xuyên quốc gia, mà cứ điểm trọng yếu cuối cùng lại đặt ở Yến Thành. Sau khi cố chiêu xảy ra chuyện, Dương Chính Phong là đội trưởng chịu trách nhiệm lãnh đạo trực tiếp nhất tịnh bị xử phạt, giao đội hình sự của Cục Công an cho Trương Xuân cửu kinh nghiệm sấp xỉ và cẩn trọng hơn. Đội hình sự vào tay ông ta càng thêm huy hoàng, những năm đó chị An tốt vô cùng, giống như phần tử phạm tội trái pháp luật toàn thành phố tập thể đi nghỉ phép hết. Trong thời gian ông ta tại nhiệm, bất luận là tỷ lệ phạm tội hay phá án đều tương đối đẹp, mới từng bước một trèo lên chức vị cao. Rốt cuộc là ông ta quản lý có tài, hay? Làm kiểu nói đúng, mọi chuyện hầu như đều nổ ra sau khi cục trưởng trương bị điều đi, lượng công việc hơn nửa năm nay của cục công an cơ hồ sắp bằng 10 năm trước. Rốt cuộc là vì định hài thần châm cục trưởng trương này đi rồi, các lộ yêu ma quỷ quái đều ra gây sóng gió. Hay ngược lại chiếc ô kín bưng biến mất, không che được yêu ma quỷ quái bên dưới nữa. Tiểu lang, Lạc Văn Chu nói, em ở lại bệnh viện, theo dõi chặt Doãn Bình, bất kể lão là đần hay là người thực vật, vô luận thế nào đều không thể để lão gặp vấn đề gì. Lang Kiều lật đật gật đầu, vâng. Đừng dùng tay không, Lạc Văn Chu hạ giọng nói, đi xin mang súng. Lang Kiều nổi ra gà trên cổ, thoáng nhìn sắc mặt Lạc Văn Chu, không dám nói nhảm nữa, đứng dậy chạy ngay đi. Lạc Văn Chu thở ra một hơi thật dài, nắm cổ tay phí độ mà xoa nắn xương. Nếu nội gian cùng thời với Cố Chiêu, nhất định đã là tiền bối nước cao vọng trọng, Lạc Văn Chu cho tới nay vẫn biết rõ, song chuyện đến trước mắt, trong lòng anh vẫn trống rỗng. Quá khó khăn. Đi chấp nhận, hoài nghi, điều tra, dùng thái độ đối đãi phần tử phạm tội giàu hoạt nhất, tội ác tay trời nhất. Quá khó khăn. Không có chứng cứ, Lạc Văn Chu thấp giọng nói bất kể là cục trường lục bị tổ điều tra dẫn đi, hay cựu cục trường Trương Tiêu Hải Dương làm việc toàn bằng tưởng tượng và trực giác, toàn là nói nhảm. Ngay cả Ngụy Triền Hồng cũng không biết danh tính nội gian, trừ khi Doãn Bình tỉnh lại chỉ nhận. Cho dù Doãn Bình chỉ nhận, với nhân phẩm lão, nếu lão nói miệng không bằng chứng. Đọc thầm Quyển 5 chương 11 Edmond Dantes 11 Lạc Văn Chu nói một hồi thì chẳng còn âm thanh gì nữa, anh khom lưng, chống khuỷu tay trên đầu gối mình, chốc chốc bóp tay phí độ trước mắt anh không nơi báo cáo, không ai để xin chỉ thị, trong cục công an lòng người hoang mang, mọi người qua lại đều nhìn thẳng phía trước. Bước tiếp theo nên làm thế nào, không ai cho anh một chủ ý chuẩn. Anh cũng không có nơi nào để kể khổ, đào nhiên đã nằm viện, bọn lang kiều chưa trải đời nhiều, không phải hoàng thì là loạn, còn đều chờ nhìn sắc mặt anh. Lạc Văn Chu im lặng quá lâu, phí độ nâng cầm anh lên ngắm nghía một lát, sao thế? Lạc Văn Chu ngước lên nhìn hắn, hơi thất thần, nghĩ phí độ không giống bất cứ một ai anh biết. Những chai nhựa trong suốt hình người trẻ tuổi mà lòng giả không thâm sâu đó, bên trong chứa nước trái cây hay coca chỉ cần nhìn là biết ngay lớn tuổi mà tâm cơ thâm trầm thì như chai thủy tinh mở đục, phần lớn chứa chất lỏng đậm màu, không mở ra người thử sẽ rất khó biết là xì dầu hay giấm. Nhưng phí độ không phải cả hai, hắn giống kính vạn hoa hơn, trên thân có một ngàn mảnh thủy tinh nhỏ ghép lại, góc độ ghép bất đồng, ánh sáng xuyên qua sẽ bị khúc xả vô số lần, ra vào đều không thể truy ngược. Dẫu cho giờ đây anh nắm tay người này, có thể không kiêng rè chạm vào mỗi một tấc da hắn, anh vẫn thường xuyên không biết phí độ đang suy nghĩ gì. Trong số các nhân vật gây đau đầu đời này Lạc Văn Chu từng đụng phải, ai đó họ phí tuyệt đối xếp hạng nhất bất luận là khi họ ngứa mắt lẫn nhau, gặp mặt là cãi nhau, hay bây giờ hận không thể ngậm hắn trong miệng đội hắn trên đầu nếu một năm trước có ai nói cuối năm nay anh sẽ tứ cố vô thân giữa trời đông tuyết phủ chỉ có thể nắm cổ tay phí độ làm an ủi như thế này nhất định anh sẽ cảm thấy đầu đối phương bị đứt cầu trì không có lạc văn chu lắc đầu hơi cười khổ tôi chỉ đang cảm nhận sớm sự nghiêm trọng của nguy cơ trung niên thôi phí độ chớp chớp mắt bỗng nhiên cười xấu xa ghé vào tai anh sao vậy sư huynh cảm thấy mình lực bất tòng tâm rồi không chịu nói sớm em thương anh Lạc Văn Chu. Sau đó anh định thần lại, véo mạnh hông phí độ một phát, cậu cũng muốn kiếm chuyện à. Vừa rồi tự tiện động tay động chân sờ tay người ta, tôi còn chưa tính sổ đâu. Phí độ không chịu mở hẳn mắt, ánh mắt uể oải lộ ra từ khoảng hở của lông mi, hắn liếm khóe môi, ồ, anh định tính món nợ này như thế nào. Lạc Văn Chu giờ khóc giờ cười, bảo bối à, tim ba đã tắc lắm rồi, con đừng góp một viên gạch chèn giữa tim ba nữa nghe anh có thể huyên thuyên rồi phí độ mới chậm chạp ngồi thẳng dậy quay về chủ đề anh đang lo lắng điều gì lạc văn chu thở ra một hơi nụ cười trên mặt tối đi cậu có biết việc này khiến tôi có cảm giác gì không biết khổng duy thần liên lạc với cục trường trương trước khi sự việc xảy ra anh ta đã gọi điện cho cục trường trương những chuyện này đều quá dễ điều tra cũng quá rõ ràng giống như có người chuẩn bị sẵn chứng cứ vậy phí độ không nâng mí mắt lên trả lời người mình ngờ vực lẫn nhau nhân chứng mấu chốt chết không còn đối chứng, các bằng chứng nối tiếp nhau lên sân khấu sửa theo thứ tự xếp sẵn anh đang nghĩ, vụ này quá giống vụ oan án 14 năm trước, tưởng như chuyện xưa tái diễn vậy. Lạc Văn Chu nói với khuôn mặt không biểu cảm, tôi chỉ thuận miệng hỏi, cậu nói hết như thế làm gì cậu như vậy sẽ khiến người ta thiếu cảm giác an toàn đấy, biết không? Phí độ cố ý dỗ dành anh, ra vẻ kinh ngạc, anh ở bên tôi mà còn có thể có cảm giác an toàn. Đội trưởng Lạc, rốt cuộc là anh quá tự tin, hay là sức hấp dẫn của tôi giảm đi rồi. Lạc Văn Chu vỗ mở u bàn tay hắn, nói tiếng người đi. Được rồi, lại nói, phí độ tiếp tục, nếu tôi nhớ không lầm, hồi tháng 5 trong vụ án Hà Trung Nghĩa, tôi đến văn phòng anh nhận thẩm vấn. Lạc Văn Chu ho một tiếng, đó là phối hợp điều tra, thẩm vấn cái gì, sao cậu nói khó nghe thế? Được rồi, phối hợp điều tra, phí độ nghe lời sửa lại, khi đó tôi đã cảnh cáo anh, nhiệt độ vụ án này cao đến quỷ dị, có người đang chỉnh các anh. Bắt đầu từ vụ án Hà Trung nghĩa, đào nhiên đã nghe thấy trên radio một người tên là người đọc diễn cảm, người bài dày đặc. Theo tuyến này, phí độ cho tay vào túi áo khoác của Lạc Văn Chu, lấy ra một quyển sổ nhỏ, có manh mối gì anh có thể nói từ đầu, tôi nhớ lại giúp anh. Lạc Văn Chu im lặng một lúc, chậm rãi túm chiếc khăn quàng chỉ để làm điệu trên cổ phí độ cuốn vài vòng cơ hồ cuốn lấy cầm hắn, cậu có bao giờ cảm thấy vô cùng sợ hãi không? Phí độ khượng lại, suy nghĩ một chút theo lời anh, trong đầu thoáng qua một số ký ức rất vụn vặt, cửa tầng hầm mơ hồ và tiếng bước chân từ từ tới gần bay vút qua, nhẹ nhàng lóe lên, lại chợt biến mất chẳng còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hắn nhún vai, nói bằng giọng điệu tình nhân chuẩn xác nhất, có chứ, lúc sợ anh rời khỏi tôi. Lạc Văn Chu bị các chiêu trò nối tiếp nhau của hắn quấy dày thật sự chẳng suy nghĩ gì được, cảm thấy cuộc đời này mình có thể giải quyết một phí độ, ước chừng cũng là có chút bản lĩnh và vẫn cứt chó rồi. Vừa nghĩ như vậy, lòng anh lại không tự chủ được thoải mái hơn không ít. Vụ án Hà Trung Nghĩa bị giết, sở dĩ cục công an lập tức tham gia, là bởi vì chúng tôi còn đồng thời nhận được một tập tài liệu tố cáo, do Trần Trấn em trai nạn nhân Trần Viện Trình lên cậu hiểu ý tôi chứ. Không phải Trình lên cục công an, mà là Trình lên trên, trên lệnh cho cục công an tra rõ, chúng tôi không thể không điều tra. Trần Trấn không có nghề nghiệp đàng hoàng, là tài xế xe dù, khi mới tiếp xúc hắn cực kỳ không tin tưởng tôi, ban đầu tôi còn lấy làm lạ, hắn tự mình tố cáo Vương Hồng Lượng, tại sao người khác tới điều tra hắn ngược lại không phối hợp. Bây giờ nghĩ lại, Trần Trấn ban đầu trong sự kích động và phẫn nộ, hẳn đã không chỉ một lần muốn tố cáo Vương Hồng Lượng, nhưng sợ rằng đều là đá chìm đáy biển, dần ra, hắn căn bản không tin sẽ có người đến điều tra. Phí độ gật đầu, tố cáo chuyện giật gân như phân cục tham gia buôn ma túy, lại không có bất cứ bằng chứng vững chắc nào, thoạt nhìn giống như lời nói lung tung của kẻ điên. Mỗi ngày đủ loại đơn thư tố cáo như tuyết rơi, Trần Trấn lại không phải là người có thân phận địa vị, sẽ không ai để ý đến chuyện nghe rất vô lý này. Đúng, Cục trưởng Trương Phái tôi đi điều tra việc này, lúc ấy ông nói là, chuyện trong đơn tố cáo chắc chắn không có thật, nhưng không có lửa làm sao có khói, Vương Hùng Lượng này ăn trên mùi chốc quen rồi, rất có thể là trên tác phong và công việc có vấn đề khác, khó trách người khác trình lão. Điều tra cán bộ phân cục là chuyện dễ đắc tội, điều tra xong xử lý thế nào, cho người tố cáo câu trả lời ra sao, thì lại rất tế nhị nên cần tôi đích thân đi một chuyến. Chỉ là, chỉ là, không ngờ nội dung tố cáo lại là thật. Phí độ tiếp lời, nhưng theo lý thuyết, Vương Hùng Lượng biết anh, nếu lão đủ thông minh, nhìn thấy anh và đào nhiên ít nhiều nên hiểu vì sao các anh tới khu hoa thị bao năm qua vẫn là thùng sắt, tại sao lão dễ dàng lộ ra sơ hở như thế? Không phải tôi đặc biệt lợi hại, mà là có người cố ý khui chuyện này ra, Lạc Văn Chu nói, hung thủ triệu hảo xương vứt xác dẫn đến sự chú ý lạ lùng, điểm vứt xác vừa vặn nằm trên từ huyệt của họ, đây là thứ nhất. Bộ não biến thái của triệu hảo xương kia các phần tử phạm tội bình thường không thể đoán được, nếu vương hùng lượng logic bình thường, thì lúc này lão nên phối hợp với Cục Công an tích cực điều tra vụ án Hà Trung Nghĩa bị giết, lặng lẽ đi tìm bằng chứng cho thấy hiện trường đầu tiên Hà Trung Nghĩa tử vong không ở, bãi đất chống tam giác vàng, mau chóng rời tầm nhìn của các anh khỏi điểm giao dịch ma túy kỳ thật chứng cứ này cũng không khó tìm, nạn nhân đêm ấy đến nhà hàng thừa quang, sau đó tôi và Đào Nhiên đã tìm ra bằng chứng. Phí độ vẽ một đường trên quyển sổ của Lạc Văn Chu, viết ba chữ mã tiểu vĩ, nhưng còn chưa kịp thì đã xảy ra chuyện bất ngờ. Mã tiểu vĩ khai lung tung như thiểu năng, thành công trở thành nghi phạm mưu sát Hà Trung Nghĩa. Đồng thời, cậu nhóc cũng giống một miếng băng keo hai mặt, dính chặt trọng điểm của chúng ta ở nơi đêm đó từng có giao dịch ma túy. Lạc Văn Chu hơi chảy chật nhớ lại một lát, đúng rồi, nghe cậu nói tôi mới nhớ, lúc ấy ngòi nổ của chuyện này là mã tiểu vĩ xung đột với dân bản địa, châm lên thù hận chất chứa của hai bên, bấy giờ mới đánh nhau rồi cùng bị dẫn đi. Anh muốn nói là, vụ đánh nhau dẫn đến cảnh sát chú ý ấy chưa hẳn là ngẫu nhiên. Phí độ hơi nghiêng đầu, lúc này Vương Hồng Lượng đã tương đối bị động, nhưng lão vẫn còn cơ hội, bởi vì kết quả kiểm tra nước tiểu của Mã Tiểu Vĩ cho thấy cậu nhóc quả thật nghiện ma túy. Người dùng ma túy thần trí rối loạn nói lung tung cũng rất bình thường hoặc lão có thể bắt một đám cầu thế tội. Nói đêm ấy Mã Tiểu Vĩ tiến hành giao dịch ma túy với họ ở đó, vừa lập công vừa cho các anh câu trả lời, tự thoát ra không hề khó khăn, chỉ cần diệt khẩu thêm vài người thôi. Xong đúng lúc này, Trần Trấn không tin cảnh sát tự tiện hành động, bị nhốt ở cao ốc Hồng Phúc, khi Lạc Văn Chu nghe tin chạy đến, đụng ngay đám Hoàng Kính Liêm giết Trần Trấn. Sau đó Hoàng Kính Liêm chó cùng rất dậu, điên cuồng muốn giết cả Lạc Văn Chu. Thế nhưng chứng cứ xác thực, kéo cả phân cục khô hoa thị xuống nước. Vấn đề duy nhất trong đây là, Hoàng Kính Liêm căn bản không định, cũng không cần thiết gấp gáp giết Trần Trấn như thế. Kỳ thật còn một điểm đáng ngờ, Lạc Văn Chu suy nghĩ một chút, nói, sau khi tôi xông vào cao ốc Hồng Phúc, cô bé tiếp tân đưa tôi một tờ giấy nhắc nhở, còn cố ý sắp xếp cho tôi vào phòng có cửa sổ bí mật. Như vậy lỡ có chuyện gì, tôi có thể lập tức nhảy qua cửa sổ bỏ chạy bèo nước gặp nhau, không quen biết gì, cô gái đó mạo hiểm giúp tôi. Tuy rằng đối với trai đẹp mà nói, nhân gian tự có chân tình, nhưng cô ta giống như biết trước bọn Hoàng Kính Liêm sẽ ra tay với tôi. Sau đó tôi đi điều tra, cô bé tiếp tân này đã không biết tung tích. Nếu Trần Trấn không chết, Hoàng Kính Liêm chưa chắc có lá gan này, mà nếu Trần Trấn không phải do Hoàng Kính Liêm giết, thì là ai giết? Lạc Văn Chu nhìn phí độ viết hai chữ trần trấn trên sổ, lại tiếp, nhân vật mấu chốt thứ ba là một người thần bí, cũng chính là kẻ gửi tin nhắn vào di động của nạn nhân Hà Trung Nghĩa, lúc ấy chúng ta nhận định là Triệu Hảo Sương tự biên tự diễn. Nhưng nếu thật sự không phải Triệu Hảo Sương thì sao? Nếu Triệu Hảo Sương vứt xác ở khu Tây Hoa Thị, chính bởi vì nhìn thấy chỉ dẫn của nhân vật thần bí ấy thì sao đây là ba điểm then chốt để phá án, cũng là trùng hợp chí mạng đối với Vương Hồng Lược trùng hợp quá nhiều nghe sẽ không giống thật mà do trương đông lai bất ngờ bị cuốn vào vụ án này cựu cục trưởng trương là họ hàng gần tránh đi cả quá trình đều không kịp phản ứng bước đầu tiên khiến nhân vật then chốt trên lĩnh vực then chốt xuống đài từ đầu đến cuối mạch suy nghĩ đều rất rõ ràng phí độ khoanh một vòng bên ngoài bút ký vừa rồi một lần nữa nghe thấy người đọc diễn cảm người bài là trong vụ án lừa bán bé gái vụ án này ngoại trừ dọa người thì không hề quá phức tạp then chốt là Tô Lạc Tràn bắt trước chữ ký của Tô Tiểu Lam khi gây án, làm lộ cả bọn và địa điểm vứt xác. Tô Lạc Tràn là một đứa cuồng ngược đãi trời sinh, nếu biết Tô Tiểu Lam năm xưa đã làm gì người nhà nạn nhân, chẳng cần nghi ngờ, nó nhất định sẽ bắt trước, mà còn lên cấp, vấn đề là, người tiết lộ chi tiết vụ án cũ cho nó rốt cuộc là ai. Sau đó là Chu Thị, Trịnh Khải Phong dùng đồng càn mưu sát Chu Tuấn Mậu, điều kỳ lạ là mưu phẩm lấy danh nghĩa đồng càn gửi đồng hiểu tình, đồng hiểu tình vì biêu phẩm thần bí này ra tay đâm chu hỏi tín, họ buộc phải giết người diệt khẩu, đồng thời để lộ sự thật có người chuyên môn bày ra tai nạn giao thông giả để mưu sát. Hôm ấy có người hách số của đồng hiểu tình, người tin nhắn cho Tiêu Hải Dương, dụ cảnh sát tới cửa, lại đốt nhà cô ta. Lạc Văn Chu thở dài, cuối cùng là Ngụy Văn Xuyên mua hung giết người. Dựa theo khẩu cung của Ngụy Văn Xuyên, từ vài năm trước nó đã bắt đầu tiếp xúc với người bạn trên mạng thần bí kia, đối phương dùng kế hoạch và bước đệm lâu dài, từ địa điểm vứt xác ở Tân Hải, đến hang ổ tội phạm truy nã như ẩn như hiện, từng bước một dẫn dắt chúng ta bắt sống Lưu Quốc Thịnh và chỗ hắn ẩn thân. Thổi đi bụi đất khó nhìn rõ, sự mạch lạc ban đầu như phủ kín sương mù bắt đầu lộ ra, bày trên quyển sổ cũ, vô cùng ghê người. Có mấy khả năng, thứ nhất, giống như chột mắt nói, tập đoàn tội phạm nội chiến một thế lực trong đó làm chuyện năm ấy phí thừa vũ từng nghĩ nhưng chưa thể hoàn thành loại trừ những người bỏ vốn khác, một mình khống chế cả băng nhóm. Hoặc họ nhằm vào ai đó trong cục công an, tất cả đều vì lật lại vụ án cố chiêu. Phí độ có ngón tay lạnh cống, lấy di động ra, giống như bài gửi kỳ này của người đọc diễn cảm báo thù, anh tin cái nào hơn. Lúc này, một số điện thoại lạ đột nhiên gọi tới, nhảy lên trên ứng dụng đọc sách, phí độ nhìn Lạc Văn Chu một cái rồi nghe máy, alo là tôi, Chu Hoài Cần, người ở đầu dây bên kia hạ thấp giọng, hiện giờ tôi đang ở trong nước, anh có tiện gặp mặt tôi một lần không? Phí độ bỏ điện thoại xuống, quay đầu hỏi Lạc Phan Chu, sư huynh, có một chàng trai là hẹn gặp mặt em, anh phê chuẩn chứ? Về nhà sẽ không bắt em quỳ bàn trà chứ? Đọc thầm. Quyển 5, chương 12, Edmond Dantes 12. Đó là một nhà hàng Nhật khá lịch sự, vào cửa phải cởi giày, không có đại sảnh, bên trong là từng phòng nhỏ trang nhã, phí độ theo lời mời một mình đi vào, mở cửa, suýt nữa không thể nhận ra Chu Hoài Cần. Người thừa kế chính quy của Chu thị mặc áo khoác màu đá giản dị, tóc không vút loại keo ngày xưa thường dùng, chiếc vali khổng lồ đứng dựa vào bức tường kế bên, trông có vẻ đường xa mệt mỏi. Sắc mặt anh ta cũng xem như dễ nhìn, nhưng cả người gầy đi trông thấy, ít nhiều phá tướng, mái tóc ngắn hết sức gọn gàng bạc hai bên tóc mai, nhìn hơi già trước tuổi nếu nói chu hoài cần trước kia giống công tử nhà giàu thì giờ đây tóc vừa bạc cách ăn mặc vừa thay đổi anh ta cơ hồ trở thành một người trung niên tăng thương chán trường có thể thấy được tấm da phú quý thanh xuân đẹp đẽ quả thật mỏng như cánh ve vậy tôi bị tóc bạc sớm ngoài 20 đã hoa dâm lúc trước toàn nhủm, gần đây không có tâm trạng làm điệu để chủ tịch phí chê cười rồi chu hoài cần cười nói với phí độ mời ngồi nhà hàng này là rất nhiều năm trước tôi với một người bạn bí mật mở chung ngay cả người trong nhà cũng không biết, nói chuyện rất an toàn. Phí Độ đảo ánh mắt qua một bức tranh sơn dầu trên tường, vẽ ánh chiều tà, đề tài có phần quá quen, lối vẽ cũng theo quy củ, không thấy chỗ nào xuất sắc, nhưng dùng màu phong phú và ấm áp, mặc dù không có giá trị nghệ thuật song rất phù hợp với thẩm mỹ đại chúng. Phí Độ thuận miệng khen một câu theo phép lịch sự, rất có phong cách. Bức đó là hoài tín vẽ. Lúc ấy tôi bảo nó vẽ cho tôi mấy bức tranh phong cảnh có thể treo trong phòng khách và phòng ngủ. Nó nói nó không phải là thợ trang trí nội thất. Xong cuối cùng vẫn bịt mũi vẽ cho tôi vài bức. Đáng tiếc nó chưa từng đến đây. Chu Hoài Cần nhìn theo hắn, ánh mắt buồn bã, anh uống trà. Hay dùng một chút rượu trắng. Trà là được, người trong nhà không cho tôi uống rượu. Chu Hoài Cần lau sạch tay, rót cho phí độ ly trà. Mời anh khi ấy tôi chỉ nghĩ, một ngày kia rời khỏi nhà họ Chu, phải để lại đường lui cho mình, tính toán rất đẹp, muốn mở quán ăn nhỏ mỗi ngày chỉ tiếp mấy bàn khách trong ngõ sâu, khách quý ở tinh tế không ở đông, trong quán phải thanh thanh tĩnh tĩnh. Nhưng mà, tôi đã nghĩ quá đẹp rồi, làm ăn nào có dễ dàng như thế. Quán này từ lúc khai trương đến bây giờ một xu cũng chưa lời, mỗi năm còn cần tôi bù mấy chục vạn mới có thể miễn cưỡng duy trì. Phí độ cười cười không tiếp lời, cho dù Chu Hoài cần là đứa trẻ tội nghiệp bà ngoại không thương cậu không yêu. Cũng là một đứa trẻ tội nghiệp đeo vàng đeo bạc, đến cây nấm mọc ở góc tường biệt thự nhà họ Chu cũng to hơn nhà người ta. Bao năm qua, tôi căm hận nhà họ Chu, nhưng không bỏ được sanh lợi, trần trừ lưỡng lự, chẳng tốt đẹp gì chủ tịch phí, gia nghiệp khổng lồ, nếu là anh, anh có bỏ được không? Anh Chu, phí độ thoáng nhìn đồng hồ, có chuyện gì anh cứ nói thẳng đi, nếu chưa chuẩn bị sẵn sàng, anh đã chẳng đến tìm tôi. Chu hoài cần chạm vào ánh mắt hắn im lặng nhìn nhau chốc lát, rồi anh gật đầu, có phần cô đơn nói, coi phú quý như mây bay, nếu tôi buông bỏ được như anh, hoài tín cũng không đến mức đi sớm. Mạo muội hẹn anh đến đây, là bởi vì sau khi trở về tôi đã điều tra được một số việc. Nhà họ Chu mặc dù ở trong nước mất hết danh tiếng, ở nước ngoài vẫn có thể nỗ lực trèo trống, nhưng hôm nay tôi nói ra những lời này, chỉ sợ về sau sẽ phải tay trắng dựng nghiệp. Phí độ, tôi xin rửa tai lắng nghe. Lúc mẹ tôi qua đời, để lại một hộp thuốc hết hạn trong kết sắt, anh nhớ chứ? Là anh bảo tôi chú ý nó. Phí độ gật đầu mẹ Chu Hoài Cần, cũng chính là vị Chu phu nhân mưu sát chồng kia, đổi ông chồng khác vẫn là hạng cận bã. Nghe Chu Hoài Cần miêu tả thì hạn sử dụng của cuộc hôn nhân thứ hai còn chẳng dài bằng sữa đậu nành mở nắp uống liền. Nhưng mà quan hệ vợ chồng có thể tùy tiện chia tay, đồng minh mưu tài hại mạng thì không dám tùy hứng như vậy, bởi thế ngoại trừ cổ phần chung, nhất định trên tay Chu phu nhân có thứ gì uy hiếp được Chu Tuấn Mậu. Thế nhưng chờ bà mất, Chu Hoài cần mở kết sắt bà khóa cả đời, lại phát hiện chỉ có một hộp thuốc trợ tim hết hạn. Tôi trở về lật qua lật lại nghiên cứu hộp thuốc ấy rất lâu, thật sự không nghĩ ra thứ này có thể dùng làm gì, một dạo suy nghĩ kỳ lạ, cảm thấy đây có thể là chứng cứ Chu Tuấn Mậu mưu sát Chu Nhã Hậu, thậm chí nhờ người giám định trên đó có vết máu và ADN lưu lại hay không, nhưng chẳng có gì cả. Dù có thì cũng không thể làm bằng chứng, vết máu dính trên hộp giấy có thể do bất cứ ai bôi lên trong bất cứ trường hợp nào. Nếu là lúc vụ án xảy ra, cảnh sát thu thập chứng cứ tại hiện trường còn có chút giá trị nghiên cứu, nhưng chờ thi cốt Chu Nhã Hậu đã lạnh mới cầm thứ này đi làm vật chứng, không khỏi quá sơ sài. Đúng, tôi thậm chí hoài nghi mẹ tôi để lại thứ như vậy, đơn thuần là hù dọa Chu Tuấn Mậu thôi cho đến khi tôi vô tình nhìn thấy mã vạch trên hộp thuốc. Chu Hoài cần lấy di động ra, mở hình ảnh cho phí độ xem hộp thuốc thần bí kia, chính là cái này. Tôi không biết hồi nhỏ anh có làm loại huấn luyện đó hay không, chính là học thuộc lòng mấy cái mà trẻ con không hiểu như đường thi tống từ, số pi nọ kia để rèn luyện khả năng ghi nhớ máy móc. Lúc tôi còn nhỏ, mẹ bắt tôi học là con số mã vạch. Anh biết mã vạch hàng hóa bình thường đều là bộ mã hóa ENA, trong đó ba số đầu chỉ quốc gia tương ứng. Chủ tịch phí, anh xem, hộp thuốc này sản xuất ở Mỹ, nhưng ba số đầu mã vạch đối ứng là 480. 480 không phải mã số của Mỹ, là Philippines. Phí độ phóng to ảnh lên nhìn kỹ một lát, nhưng mã vạch này không hề là 13 số, khi in ấn ở giữa còn có khoảng cách nhỏ, nên tôi đoán không phải là xé từ hàng hóa nào đó của Philippines. Không phải, Chu Hoài Cần nói, sau 480, đi theo 4 số, cái đó là khoảng cách nhỏ 4 số, anh nghĩ đến cái gì? phí độ cao mày, bất cứ thứ gì có thể mã hóa. Mã bưu chính nước họ là mấy số? Anh đoán đúng rồi, mã bưu cục quốc nội Philippines vừa vặn là bốn số. Chu Hoài Cần không tự chủ được hạ thấp giọng. tiếp đó, mấy con số này không phù hợp với kinh độ và vĩ độ đối ứng trong nước Philippines, nên tôi đoán rất có thể là chỉ đường phố và số nhà, nói cách khác, đây không phải mã vạch hàng hóa, mà là một địa chỉ. Tôi đi tìm theo địa chỉ này không hề dễ dàng, dù sao đã mấy chục năm rồi, đường phố sửa đổi hết, thay ba người dẫn đường, mất bao nhiêu công sức mới hỏi thăm ra người ngày trước sống ở địa chỉ này đã dọn đi đâu. Suy nghĩ của mẹ tôi đại khái là, rất có thể bà vừa mất chu Tuấn Mậu sẽ gây bất lợi cho tôi, tôi nên lấy được thứ bà để lại, nhưng bà không ngờ đến, chu Tuấn Mậu lại không ra tay với tôi, mà ngần ấy năm tôi vẫn tạm bỡ trong chu thị, không hề có thành tựu, một bụng tà ma ngoại đảo, cũng chẳng thèm xem kỹ di vật của bà. Chu Hoài Cần thở dài, xong lần này số tôi coi như may mắn, bà cụ đã ngoài 80 tuổi hãy còn sống, hơn nữa chưa lần thần, vẫn nhớ chuyện năm đó. Phí độ lập tức hỏi tới, người anh lần theo địa chỉ này tìm được là ai? Bà ấy, Chu Hoài Cần mở album trên di động, cho phí độ xem một tấm ảnh chụp chung của anh ta với một bà lão, chính là bà cụ này, tôi mang máng có chút ấn tượng, lúc tôi còn rất nhỏ, bà làm giúp việc ở nhà tôi, rồi một ngày kia đột nhiên không biết tung tích tìm được bà tôi mới biết là mẹ tôi đưa bà đi ở chỗ bà ấy có cái gì lúc chu nhã hậu lên cơn đau tim máy ghi âm trong nhà đang bật nhạc ông ta dãy dụa bấm nhầm nút ghi âm ghi lại cuộc đối thoại của chu tuấn mậu và trịnh khải phong sau đó đến mẹ tôi lén cất cuộn băng ấy đi nhờ người bảo quản bản chính trong vali đoạn ghi âm anh có thể nghe trước nói xong anh ta mở đoạn ghi âm trong điện thoại trong đoạn ghi âm đầu tiên là một tràng tiếng động Nghe âm thanh này cũng có thể cảm giác được người bên trong dẫy ruộng dữ dội cỡ nào, mơ hồ, kinh tâm động phách, rất lâu mới yên lặng hẳn là Chu Nhã Hậu đã chết rồi. Một lát sau, tiếng bước chân vọng đến, có tiếng một người đàn ông nói, chết hẳn rồi, yên tâm đi. Chu hoài cần, đây là Trịnh Khải Phong. Trong đoạn vi âm, Trịnh Khải Phong 38 năm trước cười xì một tiếng, anh Chu, vừa đến thời điểm quyết định anh liền lui lại, tên Chu Nhã Hậu này chết rồi về sau gia sản lẫn người đẹp không phải đều là của anh à. Vẻ mặt anh nghiêm trọng thế làm gì? Một giọng nam khác hơi do dự mở miệng, nghĩ lại xem có bỏ sót cái gì không, lỡ rước phải hiểm nghi, bị cảnh sát điều tra sẽ không ổn đâu. Có bỏ sót cái gì? Chị dâu đi xem phim, người làm trong nhà nghỉ hết, về phần hai ta chiều nay rủ nhau đi câu cá, anh quên rồi à? Dọn dẹp sạch sẽ, chúng ta đi. Trịnh Khải Phong điên cuồng cười một tiếng, vừa nghĩ đến về sau những thứ này đều là của tôi, tôi liền. Ha, đây là số của tôi. Này, anh Chu, mấy cái khác đều không đáng kể, riêng biệt thự nhỏ của hắn anh phải cho tôi nhé. Trong đoạn vi âm tiếng bước chân đi xa. Phí độ nghiêng đầu, biệt thự nhỏ. Có ám chỉ gì à? Chu Nhã Hậu có một biệt thự nhỏ riêng tư bí mật. Chu Hoài cần bỏ di động xuống. Tôi mất hơn một tuần vừa nài nỉ vừa cứng rắn. Cuối cùng bà đã chịu mở miệng nói ra chân tướng vụ chu nhã hậu ngoại tình mà mẹ tôi không chịu nổi. Phí độ hơi nhướng mày, tôi cảm thấy chân tướng này nghe sẽ không vui vẻ gì. chu nhã hậu thích thiếu nữ vị thành niên. chu Hoài Cần khó khăn hạ giọng nói, đặc biệt là... Đặc biệt là bé gái Phương Đông 13-14 tuổi. chu nhã hậu có một biệt thự, chuyên môn nuôi những... Nuôi những... Phí độ gặng hỏi, bé gái đến từ đâu? Chu Hoài cần trầm mặc một lúc, viện phúc lợi, khi còn sống Chu Nhã Hầu cũng rất nhiệt tâm từ thiện, tài trợ mấy viện phúc lợi ở Đông Á, trong nước cũng có, nhờ đây để chọn các bé gái mình thích. Anh có bằng chứng không? Có. Chu Hoài cần mở vali hành lý kế bên, lấy ra một cái túi giấy, bên trong có một sấp ảnh cũ. Các tấm ảnh đặt trên mặt bàn sạch sẽ mộc mạc, hoa cắm độc đáo trong bình cúi đầu bóng hoa lòa xòa và ánh mắt phí độ cùng dừng trên số ảnh cũ không thật lắm đó là bốn năm tấm ảnh chụp thiếu nữ nửa người đều rất xinh xắn ít nhiều ốm yếu do thiếu chất mặc quần áo thời trang gợi cảm kiểu cụ theo thẩm mỹ hiện giờ thì trông hơi tục trang điểm quái dị không tả được anh muốn nộp cảnh sát cũng được dù sao đương sự đã chết hết rồi phía sau tấm ảnh là tư liệu của các cô bé mấy cô bé này là người trung quốc cũng có người hàn quốc và nhật bản đều ở trong vali Công việc của bà lão năm đó chính là giúp chu nhã hậu chăm sóc các bé gái trong biệt thự, nuôi họ đến khoảng 16 tuổi, vóc dáng sắp xỉ người lớn, lão sẽ mất đi hứng thú, vứt bỏ họ, đưa đến chợ đen buôn người, thông thường, thông thường sẽ chết rất nhanh. chu Hoài Cần không tiếp tục được, nhìn đi chỗ khác, một tay bịt miệng, hồi lâu mới nói xin lỗi. Tôi từng một dạo cho rằng chu nhã hậu là cha ruột của mình, thời điểm khó khăn nhất ở nhà họ chu tôi từng coi lão là thần tượng tinh thần khổ, hơi buồn nôn. 40 năm trước trong nước chưa có Internet, hồ sơ và tư liệu nhân khẩu chắc chắn bây giờ không thể truy ngược. Hơn nữa các bé gái này vốn là trẻ mồ côi, rất khó. Phí độ vừa lật ảnh vừa thuận miệng nói, đột nhiên, không biết nhìn thấy cái gì mà hắn chợt ngồi thẳng dậy, nhặt ra một tấm ảnh trong số này. Đằng sau tấm ảnh ấy viết, Tô Tuệ, Viện Phúc Lợi Hàng An, 15 tuổi. Ngày tháng là 38 năm trước, Phí độ vội vàng lật tấm ảnh lại, nhìn kỹ mặt cô bé, từ trên ngũ quan loáng thoáng thấy một chút hình dáng quen thuộc, hắn lập tức lấy di động ra chụp lại. Lạc Văn Chu ở cách nhà hàng nhỏ họ gặp mặt không xa, đậu xe ven đường, mới đốt một điếu thuốc đã nhận được ảnh phí độ gửi, sau khi nhìn thấy nội dung anh sừng sốt, lập tức truyền cho đồng nghiệp, đồng nghiệp đội trinh sát hình sự hiệu suất cũng cực cao, 10 phút sau đã trả lời. Đội trưởng Lạc, anh tìm được tấm ảnh này ở đâu vậy? Đúng đây hẳn chính là tô tuệ kia bà ngoại tô lạc tràn nghi phạm trong vụ án lửa bán bé gái, nhà họ tô ba thế hệ làm nghề này, chính là bắt đầu từ bà ta. Trong hồ sơ của tô tuệ cho thấy bà ta quả thật là trẻ mồ côi, có điều viện phúc lợi bà ta sống lúc nhỏ đã đóng cửa từ lâu, nhiều năm trôi qua, người cũng chết gần hết rồi, cụ thể là viện phúc lợi nào, sợ rằng không dễ điều tra lắm, quả thật từng đi nước ngoài, xong một năm sau lại về. Đặc trưng khuôn mặt phù hợp, nhưng tuổi tác hơi sai khác, tuổi tác đăng ký trên giấy tờ lớn hơn ghi chú trên ảnh 2 tuổi, không loại trừ khả năng khai man tuổi. Trong nhà hàng, phí độ đè tấm ảnh Tô Tuệ hỏi Chu Hoài Cần, anh có thể nói một chút về cô bé này không? Đúng, cô bé này rất then chốt, Chu Hoài Cần chỉ ngày tháng sau tấm ảnh, đây là bé gái cuối cùng, anh xem, ngày ghi chú là tháng 4, Chu Nhã Hậu chết vào tháng 6 năm ấy. Bà cụ nhớ lại, nói cô bé này ở lại biệt thự thêm một thời gian, đi theo Trịnh Khải Phong. Phí Độ nhíu mày, ý trên mặt chữ. Ý trên mặt chữ, Chu Hoài cần trầm giọng nói, sau đó bị mẹ tôi phát hiện, bà cảm thấy vô cùng ghê tởm, ra lệnh buộc Trịnh Khải Phong đưa cô bé này về nước, bà lão làm việc ở biệt thự cũng trở về nhà chính. Phí Độ tự dưng muốn thở dài sau đó nạn nhân cô khổ lẻ loi trưởng thành, rốt cuộc được như nguyện vọng bơi tới thượng du của xích sản nghiệp tội áp này, trở thành kẻ gây tội. Bà ta giống như thiếu nữ loài người trong truyền thuyết phương Tây bị ma cà rồng bắt quên mất hung thủ, trở thành hung thủ. Lần trước khi hai ta chia tay, anh bảo tôi rằng, bi kịch của cả nhà tôi nằm ngay ở vấn đề cha tôi rốt cuộc là ai. Về việc này, bà lão kia nói, lời đồn tôi có thể là con côi của Chu Nhã Hậu, chính là tô tuệ sau khi bị đuổi đi đã tung ra trong đám người giúp việc. Nghe có thể có chút thuyết âm mưu, nhưng dựa theo những gì tôi biết về Trịnh Khải Phong, người này thâm độc, tham lam, bụng giả hẹp hòi, chuyện gì cũng làm được ý anh là do chu phu nhân đuổi tô tuệ đi trịnh khải phong ghi hận trong lòng nên ác ý vu khống nói anh không phải con ruột của chu tuấn mậu phí độ hỏi anh có căn cứ gì không có anh biết ở nước ngoài lĩnh vực tương quan khởi bước khá sớm nếu chu tuấn mậu còn hoài nghi dòng máu của tôi tại sao không đi giám định adn chỉ dựa vào phỏng đoán đã tin chắc không nghi ngờ không khỏi như trò đùa phí độ chậm rãi nói quả thật không hợp lẽ thường Chu Hoài cần thấp giọng nói, khi còn sống ở nước ngoài Chu Tuấn Mậu đã lập một bản di chúc trong phụ lục về vấn đề tài sản của mình thuộc về ai, có một bản giám định ADN, giải thích tại sao tôi không phải là người thừa kế di sản, bản giám định hơn 20 năm trước vừa vặn ngược với kết luận của cảnh sát các anh. Phí độ, ý anh là, hơn 20 năm trước, khi anh còn là thanh thiếu niên, Chu Tuấn Mậu đã nhờ người làm giám định ADN, nhưng kết quả đã bị người ta dở trò. Nghe quen tai chứ? giống hệt thủ đoạn tôi chỉnh dương ba, Chu Hoài Cần cười khổ, thật là châm chọc, tôi mất bao nhiêu công sức tìm được người của công ty giám định năm đó, giám định này là Chu Tuấn Mậu nhờ Trịnh Khải Phong làm. Đây không phải là chuyện vẻ vang gì cho cam, báo chí suốt ngày muốn đảo bới mấy vụ bê bối nhà giàu, Chu Tuấn Mậu đương nhiên sẽ không giống chống khua chiêng đi kiểm tra, nếu lão muốn làm giám định này, nhất định là nhờ thân tín bí mật làm. Thân tín này chính là Trịnh Khải Phong từng giết người với lão nhưng hiển nhiên, chỉ có mình lão thân với Trịnh Khải Phong. Lần trước tôi nói, có một thời gian tôi rất sợ hãi, cảm thấy Chu Tuấn Mậu muốn lấy mạng mình, mỗi ngày nhất định phải đón hoài tín sang phòng mình mới dám ngủ. Tôi vẫn cho là vì mẹ tôi sắp không qua khỏi, Chu Tuấn Mậu nhịn đủ rồi cho đến khi tôi nhìn thấy ngày tháng của bản giám định kia, chính là dạo ấy. Đó hẳn là 21 năm trước, Chu Hoài Tín còn nhỏ, Chu Hoài cần sống trong sợ hãi, đồng thời cũng vừa vặn là thời gian Chu Thị dùm Ben về nước. Để lót đường, Trịnh Khải Phong tạo ra một vụ tai nạn giao thông, tông chết đối thủ cạnh tranh. Ngón tay phí độ chốc chốc gõ mép ly trà. Chu Tuấn Mậu rất ít về nước, công việc trong nước chủ yếu đều do Trịnh Khải Phong quản lý, Trịnh Khải Phong vừa về nước liền móc nối với đám người đó. Phải chăng từ khi ấy, Trịnh Khải Phong con sói Trung Sơn giả vờ hiền lành này đã bắt đầu kế hoạch tương lai phải nhét Chu Thị vào túi. Kỳ thực phí độ từng nghĩ, kim chủ nền móng nằm hết ở nước ngoài như chu thị, rốt cuộc làm cách nào trèo được lên thuyền của đám người đó. Xem ra, bên trong còn có tầng liên hệ tô tuệ này. Tô tuệ lợi dụng con gái tô tiểu lam lừa bắt các bé gái, sau khi mua bán giết người vứt xác, là ai xử lý thi thể giúp cô nhi quả phụ bọn họ. Trước khi mảnh đất vứt xác Tân Hải được xây dựng, bà ta đã hợp tác với đám người đó rồi sao? Nhiều năm sau Trịnh Khải Phong về nước, tìm được tô tuệ đã hoa tàn bướm ít, phải chăng ngược lại thành khách hàng của bà ta, nhờ vậy quen biết người xử lý xác chết. Sợi dây bí ẩn xuyên qua thời gian lê thê, sâu chuỗi các sự kiện vụn vặt, đã mơ hồ hiện ra. Nhưng trong đây còn thiếu một vòng, phí độ mơ hồ cảm thấy, đó sẽ là một vòng vô cùng then chốt. Dương Ba thì sao? Hắn đột nhiên hỏi, anh điều tra được mối quan hệ của Trịnh Khải Phong với Dương Ba chưa? Tôi đã điều tra, Cha Dương Ba chết 13 năm trước, là người có lỗi trong một vụ tai nạn giao thông. Chu Hoài cần còn chưa nói xong, di động của Phí Độ đột nhiên rung lên đầy bất an. Phí Độ lập tức nghe máy, "Alo." "Bệnh viện Lạc Văn Chu mau chóng nói, bên phía Doãn Bình đã xảy ra chuyện." Phần này đến đây là hết. Nếu các bạn yêu thích kênh, hãy nhấn theo dõi nhé. Cảm ơn các bạn.